vận động viên Đinh Oanh số đeo 22 đơn vị Bắc Giang, vận động viên Trương Minh Thắng số đeo 26 đơn vị Bắc Giang, vận động viên Hà Thị Hồng Lệ số đeo 49 đơn vị Bình Định, vận động viên Việt Vị Thanh Phương số đeo 53 đơn vị Bình Định, vận động viên Hồ Thị Thu Hà số đeo 54 đơn vị Bình Định, vận động viên Hoàng Thị Ngọc Hoa số đeo 405 đơn vị Bình Phước, vận động viên Phạm Thị Thúy Hạnh số đeo 132 đơn vị Hà Nam, vận động viên Nguyễn Khánh Linh số đeo 133 đơn vị Hà Nam, vận động viên Lương Thị Du số đeo 226 đơn vị Bình Thuận, vận động viên Đoàn Thị Hạnh số đeo 226 đơn vị Quảng Ninh. Mời các vận động viên vào vị trí thi đấu. Cây số luôn. Mấy chục vòng? 20 vòng, 22 vòng. 22 vòng. Ban tổ chức tiến hành trao huy chương cho đội du côn nhảy. Yeah!
Nguyễn Trọng Hồ, giám đốc công viên thể thao quốc gia, trưởng ban. Anh hiểu nha. Chị đi con, chị trước kia. Rồi quay. Nó mới vai lên. Thầy con ơi, thầy con ơi. Thắng lên, cố gắng lên, chúng ta hả?